cả hai trạng thái mà nó dường như là trái ngược nhau. Muốn mà không được, còn bây giờ thì là đã được rồi mà không muốn nữa. Cũng lần lại cũng là một vấn đề rất là khó khăn. Cương lên rồi là cương mãi, cương mãi, và đến lúc muốn xuống cũng không xuống được. Nếu chúng ta mà không có những cái biện pháp can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến hủy hoại dương vật. Mà em có tò mò như thế này nhá, người đàn ông muốn lâm trận nhưng mà cậu nhỏ lại không nghe theo ý muốn, không sẵn sàng, hoặc là không gọi là gì nhỉ, vào đúng tư thế đúng không anh, vào đúng vị tư thế hay là vào đúng tác phong để chuẩn bị cho lâm trận, như thế thì gọi là rối loạn cương dương, em hiểu rồi. Thế nhưng có trường hợp nào mà người đàn ông khi mà không muốn tiếp tục cuộc yêu nữa mà cậu nhỏ lại không nghe lời, lại vẫn cứ muốn hùng dũng lâm trận, như thế thì có trường hợp nào như vậy không ạ? Và có gọi là rối loạn cương dương không anh? Tất nhiên là có chứ. Bởi vì thế này này, người ta nói là như người ta định nghĩa cái rối loạn cương dương như thế này là cái dương vật không có khả năng bắt đầu hoặc không có khả năng duy trì cái trạng thái cương của dương vật để đảm bảo cho một cuộc giao hợp hoàn thiện từ đầu đến cuối. Vâng. Thì tuy nhiên thì người ta thấy rằng là trong tình huống thực tế thì sẽ có những trạng thái rằng là dương vật không thể cương được để thực hiện cuộc giao hợp từ đầu đến cuối. Nhưng có trường hợp dương vật cương quá mức cũng không thể nào khiến cho thân chủ thực hiện sứ mạng của mình để tiến hành một cuộc giao hợp trọn vẹn từ đầu đến cuối. Vì vậy mà cả hai trạng thái mà nó dường như là trái ngược nhau nhưng nó đều có chung những cái tình trạng bệnh lý, đấy là rối loạn cương dương. Một bên thì người ta nghĩ rằng, một bên thì người ta cho rằng là rối loạn cương dương là không có khả năng cương, một bên thì lại cương quá mức. Tất cả nó đều chỉ cái trạng thái mà rối loạn cái hoạt động về cương của dương vật của chúng ta đấy. Em trước đây vẫn cứ nghe nói đến câu chuyện là trên bảo dưới không nghe, là cứ liên tưởng đến chuyện rằng là muốn mà không được, còn bây giờ thì là đã được rồi mà không muốn nữa. Cũng lần lại cũng xong. Là một vấn đề rất là khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà cái trường hợp này thì anh Bắc có gặp nhiều trong cái người bệnh của mình, hay là có trường hợp nào khiến anh nhớ, có tình huống nào khiến anh nhớ không, anh có thể chia sẻ? Tất nhiên là chúng ta thấy rằng là hai cái trạng thái này là hai cái trạng thái nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Trong khi một cái trạng thái mà muốn nó lên mà nó không lên được thì nó là một cái trạng thái rất là mãn tính, nó có thể nó không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đến vấn đề tâm lý, và chúng ta có thể trì hoãn được cái việc điều trị nó, không ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, nếu như mà chúng ta có những cái điều kiện thích hợp, thì chờ đến khi chúng ta có những cái điều kiện thích hợp để chúng ta có thể sửa chữa. Thì ngược lại, trong cái vấn đề mà cương quá mức như vậy thì đấy lại là một cái cấp cứu rất là khẩn cấp. Bởi vì nếu chúng ta mà không có những cái động tác, không có những cái biện pháp can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến hủy hoại dương vật, có thể dẫn đến những cái tàn phế về sau. Vì vậy mà chúng ta cần phải rất là cảnh giác những cái trạng thái như vậy. Nguy hiểm quá nhỉ anh nhỉ. Còn có trường hợp nào người bệnh mà anh Bác đã gặp như thế và khiến cho cả hai vợ chồng lâm vào tình huống giờ khóc giờ cười không anh? Tất nhiên rồi. Cái này nó thường xảy ra, cái tình trạng mà cương dương vật quá mức nó thường xảy ra là sau một cái cuộc giao hoan. Cương lên rồi là cương mãi, và đến lúc muốn xuống cũng không xuống được, đến lúc càng ngày càng cương, và người nam giới cảm thấy rất là đau đớn mức độ mà anh ta không thể tiếp tục tiến hành được cái cuộc quan hệ tình dục đến trọn vẹn. Và lúc bấy giờ hai vợ chồng nhận thấy rằng là đây là điều bất thường. Ban đầu họ còn có thể cảm nhận, có thể khúc khích với nhau và cho rằng đây là cái người hùng đang trổ tài, nhưng mà càng về sau họ càng nhận đấy là những vấn đề bất thường và cần phải đi khám.